Em sẽ hướng dẫn cho các bạn xem cách coi thủ công, cây lúa nhét nào cùng làm thôi. Bước 1 chọn ống dài đẹp dài tầm vừa, rỗng thon gọn ống lúa lúc lúa chín vàng óng. Bước 2 cách đầu. Sông bóp nhẹ nhàng. Rồi nặn xuống nhún tấm vừa là đủ. Bước 3 chọn cuống cây nhỏ, rồi xỏ vào cho nào hết sơ bên trong. Bước 4 nặn xuống thấy ống vỡ đều xòe ra từng nhánh là ok. Bước 5 cùng thử nhé. Thổi thấy tiếng vàng kêu được, thổi tùy chỉnh tay điều khiển. Đấy là xong. Công đoạn tỉa lúa rồi khi lúa mọc đều ra, phải chờ 5 tháng kết quả, rồi làm cỏ phùn vân vân. Tới tháng 11 mới cắt là vừa, chín vàng ươm. Nếu làm lúa nước 3 tháng trở lại, lúa ra dai phải 5 tháng, hôm nay chín gặt. Hôm nay chính thức gặt. Cảm ơn mọi người xem canh nhé.